TMX xin được gửi lời chào đến toàn thể anh chị em yêu âm nhạc và ca hát. Ngày hôm nay thì Audio TMX xin được giới thiệu đến mọi người một cái dòng sản phẩm quản lý nguồn mang thương hiệu DPA Cortex với model là P10 Pro. Vậy thì có rất nhiều anh em vẫn thắc mắc rằng là như anh em nào đã làm trong giới âm thanh hoặc đã tìm hiểu thì có lẽ là cũng biết được cái quản lý nguồn nó là gì. Thế thì ngày hôm nay em cũng xin được giới thiệu đến mọi người và cũng giải thích một chút để những anh em chưa biết về quản lý nguồn là gì và nó có tác dụng để làm gì, vì sao là phải cần dùng đến quản lý nguồn trong các cái thiết bị đồ điện âm thanh. Thì ngày hôm nay em xin được làm rõ cái vấn đề này để những anh em chưa hiểu và chưa biết có thể biết về quản lý nguồn là gì. Và sau đó thì em cũng xin được mời toàn thể anh em cùng đi khám phá bên trong chiếc quản lý nguồn này, xem là nó thiết kế ra làm sao và liệu nó hoạt động có ổn định và ok hay không, thì để anh em có thể tin tưởng hơn và sử dụng về cái dòng sản phẩm quản lý nguồn này. Thì em xin nói luôn, đó là cái quản lý nguồn này nó là cái quản lý nguồn mới full box do hãng DPA Cortex sản xuất với một cái mục đích là để quản lý nguồn. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái vấn đề đầu tiên, đó chính là cái vấn đề quản lý nguồn là gì và vì sao lại phải dùng đến quản lý nguồn. Thì em xin nói luôn là quản lý nguồn là một cái thiết bị như mọi người đang nhìn thấy đây trước mắt mọi người đây, thì nó chính là cái thiết bị quản lý nguồn và nó được dùng để quản lý nguồn điện của các cái thiết bị điện. Đặc biệt cái điều quản lý cần chúng ta cần quản lý đó chính là các cái thiết bị trong âm thanh. Đấy, thì các cái thiết bị âm thanh thì chúng ta cần quản lý nguồn. Vậy thì câu hỏi đặt ra là vì sao chúng ta lại cần phải quản lý nguồn của các cái thiết bị âm thanh. Thì đối với các cái thiết bị âm thanh của chúng ta, thường thường nó sẽ gồm rất nhiều những cái thiết bị ghép lại. Đấy là cũng tùy mục đích và tùy nhu cầu của từng anh em thôi. Nhưng mà thường là sẽ có nhiều các thiết bị ghép lại. Em lấy ví dụ đơn giản như là đầu đĩa, bây giờ thì hay chạy vang số, rồi là cục đẩy, rồi là mic không dây, rồi lọc si, equalizer, rồi vân vân, rất nhiều. Nói về thiết bị âm thanh thì nhiều lắm. Vậy thì chúng ta cần phải quản lý như thế nào và tại sao lại phải quản lý? Vì lý do là khi chúng ta bật tắt trong các cái thiết bị âm thanh mà chúng ta bật tắt không đúng theo một nguyên tắc thì rất dễ gây nên cái hiện tượng bị lỗi các cái thiết bị âm thanh của chúng ta. Vậy cái quản lý nguồn này sinh ra để quản lý các thiết bị và để bảo vệ cái hệ thống âm thanh của chúng ta được hoạt động một cách ổn định nhất và ok nhất. Vì sao? Thế như này, em lấy một ví dụ đơn giản là đối với các cái thiết bị, giả sử khi chúng ta bật tắt không phù hợp, em lấy ví dụ chúng ta kết nối một cái vang số, một cái cục đẩy và một cái mic không dây, một cái cục đẩy mic không dây. Nếu như vô hình dung chúng ta bật tắt không đúng theo các nguyên tắc nào đó, em lấy giả sử chúng ta bật tắt chiếc đẩy trước, đấy, chúng ta bật chiếc đẩy trước, thế sau đó là chúng ta lại bật cái vang số. Vậy thì nếu như các cái thiết bị vang số và cục đẩy nó không có các cái thiết bị bảo vệ thì ngay lập tức nó sẽ có một cái hiện tượng rất khó chịu xảy ra, đó chính là cái tiếng đầu tiên phải nói đến, đó chính là cái tiếng bụp. Khi chúng ta bật chiếc đẩy xong rồi và chúng ta bật chiếc vang số thì ngay lập tức trên loa chúng ta sẽ phát đến tiếng bụp một cái. Vậy cái bụp này nó phát ra từ đâu? Cái bụp này là do cái nhiễu điện, cái xung điện từ cái công tắc của chúng ta. Đây, từ cái công tắc của chúng ta bật thì nó sinh ra một cái xung điện làm nhiễu lên cái hệ thống âm thanh và nó gây nên cái tiếng bụp đó. Hoặc là đối với một số những cái con vang số thì nó hay có những cái tiếng xì xèo phát ra loa. Đặc biệt ví dụ em lấy ví dụ như con Shiso VS360, nếu chúng ta mà bật chiếc đẩy trước sau đó chúng ta bật chiếc vang sau, đó chính là chiếc vang VS360, thì ngay lập tức chiếc loa của chúng ta sẽ có cái tiếng xì phát ra loa, nó rất là khó chịu. Ở cái tiếng bụp kia mà nếu chúng ta hệ thống loa của chúng ta không tốt thì rất dễ bị đứt cái dây đồng nối từ cổ râu vào cái cuộn đồng. Đấy, rất bị hay bị đứt, hoặc là từ cái cổ chép. Tuy nhiên là nếu những loa chất lượng tốt thì có thể là một vài lần không sao, nhưng nó đều không tốt cho hệ thống âm thanh của chúng ta.
không may cái âm lượng của chúng ta đang để lớn thì rất dễ bị đứt. Cháy thì có thể là chưa cháy được ngay, thế nhưng mà hay bị đứt, hoặc là ví dụ va đập với một cái tần số mạnh, giả sử như là có để chúng ta đang để hết công suất thì hay bị đập côn về đằng sau. Đấy, đập côn về đằng sau có thể là gãy cổ côn hoặc là bị dạn côn các kiểu, thì nó không tốt. Hoặc là cũng vẫn là chiếc như thế, nhưng chúng ta bật chiếc đẩy trước, bật chiếc van trước, nhưng không may đến hiện tại bật chiếc mic, chúng ta bật chiếc mic lên thì ngay lập tức nó sẽ có cái tiếng bịch một cái và cộng theo cái tiếng echo hoặc là reverb đuôi đằng sau ra. Ví dụ em lấy ví dụ để là tiếng echo thì nó sẽ lịch bịch đấy, nó theo cái tiếng mic và rất là khó chịu, không hay và rất dễ bị giật mình. Thì chính vì thế nên là các hãng mới sinh ra các cái thiết bị quản lý nguồn này để quản lý các cái thiết bị một cách an toàn nhất, ổn định nhất và tiện lợi nhất, và không phải bật quá nhiều, không phải bật quá nhiều thiết bị. Đấy, thì đấy là lý do vì sao mà chúng ta phải cần dùng đến các cái thiết bị quản lý nguồn. Thì khi bật tắt, hoặc là em cũng nói luôn là đối với những gia đình hoặc là đối với những anh em thiết bị nó ít, không cần dùng đến quản lý nguồn, thì chúng ta có thể bật tắt theo một cái nguyên tắc. Em lấy ví dụ giả sử như có một chiếc mic, một chiếc vang và một chiếc đẩy, thì chúng ta sẽ bật cái mic trước, sau đó là chúng ta bật cái vang, bật cái vang xong thì chúng ta hãng bật cái đẩy. Còn khi tắt thì chúng ta sẽ tắt ngược lại, là chúng ta sẽ tắt chiếc đẩy trước và chúng ta cắt tiếp đến cái vang rồi đến cái mic, để tránh các cái trường hợp các cái nhiễu xung điện đưa ra loa. Đấy, đưa ra loa, vì khi chúng ta tắt đẩy đi rồi thì tín hiệu có nhiễu có xung đến như nào thì nó cũng không bị phát ra loa. Còn khi bật thì các cái thiết bị kia chúng ta bật ổn định rồi, chúng ta mới bật đẩy lên, thì hệ thống loa của chúng ta sẽ được hoạt động an toàn. Em còn chưa nói là đối với những cái thiết bị bảo vệ nó không tốt mà cái xung điện như vậy có thể gây nên cháy đẩy, cháy một số thứ. Đấy, thì đó là cái chức năng cũng như là tính năng của một chiếc quản lý nguồn. Đấy, đó chính là quản lý bật tắt các cái thiết bị điện. Thì vậy thì ngày hôm nay đã xong cái phần thứ nhất, đã giải thích mọi người là quản lý nguồn để làm gì. Thì bây giờ em sẽ xin đi giới thiệu các cái tính năng nổi bật của chiếc quản lý nguồn mang thương hiệu DVA Cortex với model là P10 Pro. V10 Pro thì trước mắt mọi người đây, nó đang là một cái mặt trước và cái mặt hộp của chiếc quản lý nguồn. Thì có thể nói rằng là chiếc quản lý nguồn này với cái thiết kế về mặt trước rất là đẹp. Đấy, mặt trước rất là đẹp. Nhìn về mặt trước thì chúng ta có thể thấy được những cái tính năng nổi bật. Đây, mặt trước thì được sơn bằng sơn là một cái miếng phay, nhôm phay, và được sơn xước, mọi người nhìn nhé, có những cái vết xước mang lại cái vẻ sang trọng, độ bền cao. Đấy, mang lại cái vẻ sang trọng, độ bền cao với cái màu nâu sẫm rất là đẹp, và sự hài hòa của cái thiết kế về mặt và sự tiện lợi, đó chính là, rồi em sẽ cắm điện lên nhé, đấy, em sẽ cắm điện lên. Thì ở bên này em sẽ dễ giới thiệu luôn những cái chức năng của chiếc quản lý nguồn. Ở mé bên này đây, như mọi người đang nhìn thấy, đó chính là hai cái giắc cắm điện ở mặt trước. Hai giắc cắm điện này nó không được quản lý, tức là lúc nào nó cũng có điện ở mặt trước khi chúng ta bật cái đèn này lên. Chúng ta bật cái đèn này lên và khi chúng ta bật nguồn của cái thiết bị quản lý điện này lên, vậy thì cái nguồn này thì nó sẽ được quản lý bởi một cái automat ở đằng sau, tức là cái automat đấy sẽ quản lý nguồn tổng của cả cái thiết bị của quản lý nguồn và cũng như là các cái thiết bị của chúng ta. Thì hai cái thiết bị này lúc nào khi chúng ta bật điện của quản lý nguồn lên thì cũng được đưa điện ra đây luôn, thì rất là tiện cho chúng ta có thể cắm cho các cái thiết bị ở mặt trước khi chúng ta thỉnh thoảng chúng ta dùng hoặc là chúng ta cần cái việc gì đấy chúng ta dùng đột xuất thì chúng ta cắm vào đấy, nó rất là tiện. Hoặc là ví dụ như anh em lắp vào tủ thì muốn test cái gì hoặc cắm cái gì ở mặt trước, rất là tiện. Ở đây nó chính là cái mặt hiển thị, bao gồm có cái dòng trên, đó chính là điện áp, ở dòng dưới là dòng điện, ở trên là báo điện áp của điện lưới của chúng ta, và ở dưới nó chính là dòng điện, là cái dòng điện tiêu thụ
dòng điện tải của các cái thiết bị, dòng điện tải của các cái thiết bị. Đây là logo của DVA Gotik. Vậy thì đấy là sơ qua một chút về cái mặt trước. Vậy cái thiết bị này nhìn từ mặt trước chúng ta có thể thấy rằng là sẽ quản lý 8 thiết bị đầu ra tương đương với số 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Và ngay kế bên đây các cái đèn này là các cái đèn báo các cái thiết bị hiện tại đang on hay off. Nếu đèn sáng là các thiết bị được mở, tức là on. Còn nếu đèn tắt thì các thiết bị đang off, tức là tắt. Và ở dưới ngay cái cạnh dưới thẳng thì là cái những cái nút là để chúng ta có thể bật tắt các cái thiết bị theo ý muốn của mình. Đấy, bật tắt các thiết bị theo ý muốn. Còn giả sử khi mình đang chạy cái này, mình không chạy nữa, không chạy thiết bị này nữa, thì chúng ta có thể tắt đi. Và cái nút này là nút chức năng, không phải là những cái nút ấn ra ấn vào mà chúng ta ấn lâu ngày nó sẽ bị tiếp điểm kém, mà đây là những cái nút gọi là chức năng và được quản lý bằng các cái con chip lập trình, được quản lý bằng các con chip lập trình, cho nên là cái nút này sẽ rất là bền, không như những cái nút khác là cái này nó sẽ là cái nút như cái công tắc bình thường, nhưng ở đây nó chỉ là cái nút nhấn. Thì đấy, đó chính là 8 thiết bị được quản lý ở đây. Ở kế bên cạnh là cái nút switch. Ở cái nút này thì khi chúng ta ấn vào thì các thiết bị sẽ được bật lần lượt từ trái qua phải theo cái chiều mũi tên này. Mọi người nhìn thấy ạ, theo chiều mũi tên đây, nó sẽ có mũi tên, mọi người thấy không ạ? Đấy, nó sẽ có mũi tên theo chiều từ trái qua phải đấy, chiều mũi tên đấy. Thế còn khi chúng ta nhấn cái switch một lần nữa thì sẽ tắt ngược lại, là từ phải qua trái theo cái chiều mũi tên ở dưới ngược lại, theo chiều mũi tên ngược lại. Đây, bây giờ em sẽ thử. Đây, đèn báo switch sẽ chạy và các thiết bị sẽ được bật lần lượt. Đấy, và khi chúng ta tắt đi, vậy rõ ràng là đã theo đúng theo cái quy tắc mà như này em đã nói, và thiết bị của chúng ta sẽ được rất là an toàn, sẽ được rất là an toàn. Đấy, sẽ được rất là an toàn. Và khi chúng ta bật lên, đấy, tám thiết bị đầu ra này sẽ được quản lý bởi 8 dư layout. Tí nữa em sẽ chỉ mọi người với cái tiếp điểm, với cái dư layout rất là chất lượng, cho nên là có cái tiếp điểm mang lại cái độ bền rất là cao, Thì bây giờ giả sử em không muốn dùng những cái thiết bị nào đó thì em sẽ dùng cái ấn vào cái nút này để em tắt đi. Em lấy ví dụ đấy, thì chúng ta có thể tắt đi và để lại những cái thiết bị mà chúng ta muốn dùng, rất là tiện lợi. Đấy là cái tính năng đầu tiên em muốn nói đến mọi người, đó chính là về cái phần mặt trước. Đấy, về phần mặt trước thì vừa có đèn báo hiển thị điện áp, vừa có điện hiển thị dòng điện để báo là tải của chúng ta hiện tại đang là bao nhiêu, rất là tuyệt vời, và cái nút switch là để chúng ta có thể bật tắt các cái thiết bị một cách tự động, có hai cái nút USB để chúng ta sẽ đi đến cái tính năng thứ hai, đó chính là cái tính năng quản lý nhiều thiết bị hơn. Đối với những cái quản lý nguồn bình thường thông thường thì sẽ không có cái tính năng này, thế nhưng hiện tại là đây là cái phiên bản mới của DVA Gotik với model là 10 Pro thì lại có một cái đường link thông qua cái đường USB, link out và link in, để chúng ta có thể ghép nhiều các cái thiết bị quản lý nguồn với nhau. Vì đôi khi chúng ta dùng các cái thiết bị chúng ta lại nhiều hơn số lượng là 8. Vậy bài toán đặt ra là làm thế nào? Chẳng hạn hai quản lý nguồn lúc đó chúng ta lại phải ấn hai nấc và bật tắt nó lại không đúng theo chu kỳ. Đúng không ạ? Bật tắt lại không đúng theo chu kỳ. Vậy thì đã sinh ra cái cổng USB link out này và link in này để kết nối giữa nhiều các cái thiết bị quản lý nguồn với nhau, và khi đó các cái thiết bị quản lý nguồn với nhau sẽ giao tiếp với nhau và để điều khiển các cái thiết bị theo đúng một chu trình, và lúc đấy chúng ta chỉ việc điều khiển từ một cái con quản lý nguồn tổng, còn các cái thiết bị kia sẽ lần lượt giao tiếp theo cái quản lý nguồn tổng, cái quản lý nguồn đầu tiên. Đấy, cái quản lý nguồn đầu tiên. Và rất là phù hợp ở đây, là nó có một cái USB power, tức là chúng ta có thể tận dụng cái cổng này để thỉnh thoảng chúng ta có thể sạc pin khi chúng ta cần sạc pin điện thoại đó, rất là tiện, rất là tiện. Và
hoặc là chúng ta sẽ cắm cái thiết bị gì liên quan đến cái USB ở đây để chúng ta lấy tín hiệu đèn hoặc gì đấy chẳng hạn. Đấy là về cái phần mặt trước, thì đây em sẽ quay sát hơn một chút để mọi người nhìn thấy cái phần mặt trước của sản phẩm, với những cái tính năng rất là vượt bậc. Sơn thì mọi người có thể nhìn thấy cái lớp sơn rất là đẹp, đúng không? Sơn rất là đẹp, rất là thích, róc nguồn thì cũng rất là chất lượng, đúng không ạ? Đây, mọi người có thể nhìn thấy rõ, trên là vôn, dưới là ampere, tất cả đều là điện AC hết nhá. 8 thiết bị quản lý của chúng ta. Đó. Bây giờ em sẽ xin mời mọi người chúng ta đi đến cái phần quan trọng, cũng như là cái phần bên trong của chiếc vạ của chiếc quản lý nguồn. Ở đây thì em đã tháo cái chiếc quản lý nguồn này ra rồi, chờ chút em rút cái điện ra nó giật cho lại. Ở đây thì em đã tháo cái chiếc quản lý nguồn này ra rồi, và em cũng muốn giới thiệu đến mọi người để xem là hiện tại là bên trong cái hãng DBA Cotic này họ thiết kế một cái quản lý nguồn như thế nào, chất lượng có đảm bảo không, mọi người có yên tâm để dùng hay không. Và đây là một cái thương hiệu, một cái sản phẩm mới nhé. Đây là một cái sản phẩm mới, theo nguyên tắc thì thường thường là sẽ không có chuyện là chúng ta được tháo nắp ra đâu. Ở đây là em thôi thì em cứ em được em cứ tháo ra để em giới thiệu cho mọi người, mọi người có thể biết rõ về bên trong của nó, thì chúng ta và cũng như là tất cả những cái ưu điểm của cái sản phẩm này thì chúng ta dùng nó sẽ yên tâm hơn và sẽ tin dùng hơn về sản phẩm. Đấy, thì đầu tiên có thể nói đến là sản phẩm nguồn AutoVol, được chưa? Nguồn xung này là để cung cấp cho cái cung cấp năng lượng, nguồn năng lượng cho các cái mạch hoạt động, tức là nguồn để cung cấp cho thứ nhất là cái mặt hiển thị mặt trước, IC điều khiển mặt trước, rồi là các cái dơ le này hoạt động. Nguồn xung vì sao lại cần nguồn xung, và nó sẽ tại sao lại tốt hơn những cái nguồn biến áp xuyến theo cổ điển của chúng ta vẫn thích? Vì sao? Khi chúng ta hoạt động ở những cái nguồn điện nó không ổn định thì lúc đấy giả sử em lấy giả sử ví dụ như là cái biến áp, nguồn biến áp xuyến cổ điển của chúng ta nó sẽ không đủ điện. Em lấy ví dụ là 24V vì dơ le này là 24V DC. Lúc đấy nó sẽ không đủ 24V mà chỉ cần là 20V thôi, bị tụt xuống mà, vì điện lưới của chúng ta không hiểu ổn định, lúc cao lúc thấp, bị tụt xuống thì ngay lập tức cái dơ le này sẽ hút đưa điện áp ra tương đương với từng rắc, sẽ không hút được, và nó sẽ xảy đến cái hiện tượng được gọi là move, hút nhả vì điện yếu mà, điện yếu không hút được. Đấy, nguyên tắc của dơ le thì chắc là ai cũng biết rồi, nó sẽ không hút được và cứ hút nhả dẫn đến hỏng tiếp điểm, độ bền của thiết bị kém, thiết bị được điều khiển với cái xung nhịp là bật tắt rất dễ hỏng. Đấy, rất dễ hỏng. Thì đấy là lý do vì sao mà chúng ta lại cần một cái nguồn xung để nó mang lại một cái nguồn ổn định AutoVol. Khi điện áp có tụt xuống thì nó vẫn đưa đủ điện áp ra để cho cái thiết bị này hoạt động một cách hoàn toàn ok, ổn định. Thì đấy, đó chính là cái ưu điểm đầu tiên, đó chính là cái nguồn xung. Đây chính là cái nguồn xung, một cái automat quản lý nguồn. Đây, 8 thiết bị đầu ra, 8 cái đầu ra của chúng ta đây, 8 cái đầu ra của chúng ta đây. Thì đây mọi người có thể thấy đây, hoàn toàn rắc rất là chất lượng, và được nguồn tổng thì được bật tắt bằng một cái automat tổng. Vậy đây mọi người có thể thấy đấy, một cái automat tổng rất là an toàn cho thiết bị của chúng ta khi xảy ra sự cố. Em lấy ví dụ như là chập cháy hoặc quá tải thì ngay lập tức chiếc AT này sẽ được nhả ngay. Automat thì chắc là ai cũng biết rồi vì nó rất thông dụng trong gia đình, đúng không ạ? Với cái dây nguồn rất là chất lượng, rất là mềm và dòng tải cao. Đây mọi người có thể thấy đấy ạ. Đây. Thì hoàn toàn mọi người có thể yên tâm về chất lượng của cái phần nguồn đầu vào. Vì anh em sẽ thắc mắc là nhớ cho may cái dây nguồn này nó không tốt. Nó không tốt thì làm sao đủ cung cấp nguồn cho cần này các cái thiết bị, 8 thiết bị. Thì cái dây nguồn ở đây rất là tốt. To, rất to. Mọi người có thể thấy không ạ, rất to. Đây, để em xem là cái nguồn này nó phải tải được bao nhiêu ampere. Theo như thông số trên cái dây nguồn
À, theo thông số trên thanh nguồn nó sẽ là 16A. 16A nhân với 250V chúng ta có thể suy ra watt nhá. À, cái này thì anh em hoàn toàn ok. À, dây nguồn cũng thiết kế rất là ok. À, với đầy đủ tất cả các tính năng và cũng như là các cái cảnh báo ở trên đã được in hết ở trên dây nguồn. À, LN rồi là dây mát, chân mát đều được ký hiệu hết ở trên dây nguồn. À, dây nguồn rất là xịn. À, automat này. Đấy. À, vậy mọi người hoàn toàn có thể yên tâm về sản phẩm này nhé, hoàn toàn yên tâm. Đấy là những cái đầu tiên mà chúng ta thấy được thì chứng tỏ rằng là cái thiết bị này nó sẽ hoạt động rất là ổn định. À, về tất cả mọi mặt, đấy. thì bây giờ đó chính là 8 cái thiết bị đầu ra đây. À, một cái nữa đó chính là cái ưu điểm thứ nữa chính là một cái led. À, một cái led này thì theo như sách hướng dẫn đây, sách hướng dẫn sẽ được bật tắt để khi chúng ta đút vào tủ điện hoặc chúng ta để ở một chỗ nào để nó tối, rất là khó cho chúng ta có thể bật tắt hoặc chúng ta đi vào chúng ta cắm các cái thiết bị, thì ngay lập tức chúng ta có thể bật được cái led này lên. Để em bật cái led này lên, mọi người thấy chúng ta có thể bật cái led này lên để chúng ta có thể cắm các thiết bị một cách làm sao cho nó dễ dàng, không có tối cắm cũng rất là khó khăn. Đây, để em bật lên nhá. Nó có hai cách bật. Đấy. À, để bật cái đèn đằng sau thì chúng ta sẽ ấn ấn vào cái nút 1 2, ấn vào nút 1 2 đồng thời cùng một lúc thì ngay lập tức cái đèn đằng sau sẽ được bật lên. Đây, người nhìn thấy không ạ? 1 2 cùng một lúc thì cái đèn đằng sau sẽ được bật lên, và cái đèn đằng sau này bật lên thì mọi người có thể thấy rằng là nó rất là tiện cho chúng ta khi chúng ta cắm và kết nối các cái jack này, một cách rất là dễ dàng, rất là tiện, đúng không ạ? Rồi em lại tắt đi để em giới thiệu về cái phần ruột bên trong của nó giật cho. Thì đó, rất là tuyệt vời, có thể nói rất là tuyệt vời. Thì chúng ta sẽ đi đến tiếp, đó chính là cái phần layout. Đây là phần mặt trước để điều khiển nha. Đây, hoàn toàn một loạt các cái dây đầu ra, và được bảo vệ rất là an toàn. Dây thì được điều khiển bằng nguồn 24V DC. Kế bên đó thì nó lại có một con diode, mọi người thấy không? Tương đương với 8 cái dây sẽ có 8 con diode nhỏ. Đấy, 8 con diode nhỏ. Ở diode này thì là để chống cái xung ngược. Vì dây nó được hoạt động bởi một cái cuộn cảm và cuộn hút, mọi người biết rồi ạ. Thì khi cái cuộn hút này nó hút, nó sẽ sinh ra một cái nguồn điện ngược lại, và nó sinh ra một cái xung, thì cái dây cái con diode này sẽ dập xung để cho cái dây này được hoạt động hoàn toàn ổn định hơn và không bị liên quan gì đến các cái thiết bị, không gây đến cái hiện tượng nhiễu, để đưa về cái con vi xử lý tổng. Đối với một số những cái dòng thiết bị quản lý nguồn tốt, họ còn đưa cả cái mạch cách ly quang vào đây để bảo vệ cái con chip xử lý tổng. Tuy nhiên là ở đây thì họ cũng đã thiết kế, ở đây họ đã thiết kế, nhà sản xuất đã thiết kế một con diode chụp xung ngược ở đây rồi để dập xung rồi. Đấy. Thì đó, và toàn bộ đều là có những cái tụ lọc nhiễu cao áp nhá, đấy. Đây, mọi người thấy rằng là đây, ở đây cũng đều có những cái cuộn cảm lọc nhiễu AC đầu ra, một cái thiết kế rất là tuyệt vời. Có luôn cả cái lọc nguồn ở đây, giúp cho cái thiết bị của chúng ta được hoạt động một cách ổn định hơn và tốt hơn. Vì có một số những quản lý nguồn thông thường sẽ không có cái khối này đâu, tuy nhiên là cái phiên bản Pro này đã có một cái khối lọc nguồn cho đầu ra. Ở đây, cái cuộn cảm lọc nguồn AC và các cái tụ điện, cái cuộn cảm này và các kết nối với các cái tụ điện này và cộng với các cái tụ bi ở trong bên kia, nó có rất nhiều các cái chức năng. Cái chức năng cũng có thể nói đáng kể đến là cái chức năng chống sét, và cái chức năng lọc những cái xung nhiễu, thì đây là một cái thiết bị quản lý nguồn với cái thiết kế cũng như là cái chất lượng linh kiện thì nó tương đối là ổn định. Đấy, mọi người có thể hoàn toàn yên tâm
để có thể sử dụng cái thiết bị quản lý nguồn này. Mọi người sẽ thấy rằng là đây, ở đây có rất nhiều anh em sẽ nhìn cái cuộn cảm này, nhìn cái cuộn này nó được mắc ở đây và cũng tưởng nhầm rằng nó là một cái thiết bị lọc nhiễu cho nguồn điện AC. Thì cái này nó không phải là cái thiết bị lọc nhiễu mà nó là cái cuộn cảm biến. Cái cuộn cảm biến được mắc với một tín hiệu của một cái dây pha của điện xoay chiều để cảm biến dòng điện, gửi tín hiệu về con IC tổng và hiển thị dòng điện tải lên mặt màn hình, lên mặt hiển thị của màn hình cho chúng ta biết rằng là các cái thiết bị tải của chúng ta bao gồm 8 cái thiết bị này này đang chạy với cái dòng điện là tổng là bao nhiêu để chúng ta quản lý làm sao cho nó phù hợp. Khi nó lớn quá hoặc là chúng ta có thể liên quan đến các thiết bị tải kết nối về phần nguồn cho cái thiết bị này, em lấy giả sử chúng ta cấp cho cái thiết bị này một cái loa mà cái loa đấy chỉ có 2 ký thôi, trong khi đó đèn báo ampere của chúng ta lại lên đến khoảng độ hơn 3 ký thì chúng ta biết được rằng hiện tại đang quá tải, chúng ta sẽ phải giảm các thiết bị đi để bảo vệ các cái thiết bị cung cấp nguồn điện cho chúng ta, cho cái thiết bị quản lý nguồn này. Đấy thì chứng tỏ rằng là một cái thiết bị quản lý nguồn này với một cái tính năng bảo vệ, một cái chế độ hoạt động và cũng như là với những cái chất lượng rất là ok, rất là tốt, đúng không ạ? Rất là tốt và rất là phù hợp để cho tất cả anh em, anh em lắp phòng, anh em lắp vào tủ điện, gia đình chúng ta cũng đều có thể hoàn toàn tin tưởng và sử dụng một cái thiết bị quản lý nguồn này để chúng ta có thể sử dụng và bảo vệ các thiết bị âm thanh và cũng như là các cái thiết bị nguồn điện của chúng ta trong gia đình. Thì cũng vừa rồi là em cũng có giới thiệu về cái dòng sản phẩm DVA có tích thiết bị quản lý nguồn với model là P10 Pro. Anh em có nhu cầu, thắc mắc, đóng góp thêm ý kiến hoặc biết giá về sản phẩm hoặc cần mua sản phẩm có thể liên hệ em thông qua số điện thoại là 0976 833 612, em là Tuấn. Hoặc để có thể biết giá cụ thể về sản phẩm, anh em có thể lên cái trang dpacotic.vn để biết rõ về thông tin của sản phẩm. Vì đây là sản phẩm chính hãng, được sản xuất tại Trung Quốc, có series. Đấy. Cái việc sản xuất ở đâu bây giờ thì nó đã quá là bình thường đối với anh em rồi. Thời buổi hội nhập quốc tế nó không quan trọng cái đó. Thế nhưng mà cái quan trọng là hãng người ta thiết kế ra một cái quản lý nguồn và người ta thiết kế ra một cái sản phẩm với cái tiêu chí là chất lượng như thế nào. Thì ở đây mọi người đã nhìn thấy về chất lượng sản phẩm cũng như là chất lượng linh kiện, cái thiết kế rồi các cái tính năng em đã nói và cũng đã được test để mọi người thấy. Thì nó là một cái thiết bị có lẽ là anh em sẽ tự đánh giá được xem là nó là một cái thiết bị chúng ta sẽ nên dùng hay là không. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và xem các video của Audio TMX. Trân trọng cảm ơn.